phải chơi bóng với 10 người trong hơn nửa thời gian thi đấu. Sau khi đội trưởng Hữu Tuấn nhận hai thẻ vàng, thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ U19 Quang Du trong trận chung kết giải bóng đá U19 quốc tế diễn ra trên sân 19 tháng 8 Nha Trang, Khánh Hòa. Sau trận, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã phân tích đấu pháp để mang lại thành công cho đội bóng của mình. Khi mất người thì cái cự ly đội hình chúng tôi phải co vào và phải đá thấp, thì không thể nào đá lên cao như cái đầu hiệp mà chúng tôi đủ người. Vì thế khi mà mất người thì luôn luôn phải bịt trung lộ cho đối phương người ta ra biên, và đối phương người ta ra biên người ta tạt vào thì bên trong cũng chỉ là 5-5 thua thôi. Luôn luôn phải bịt cái trung lộ và chúng tôi đã làm được điều đấy. Nếu mà để bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu thì tôi sẽ bầu chọn cho số 8 Thái Khắc Huy Hoàng. Vì sao ạ? Vì Huy Hoàng là một cầu thủ rất là quan trọng của chúng tôi, và trận nào cậu ấy cũng thi đấu rất là tốt. Luôn luôn là một cầu thủ rất là quan trọng và phong độ rất là ổn định. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bình chọn cho Thái Khắc Huy Hoàng, nhưng các phóng viên lại dành nhiều phiếu bầu cho Nguyễn Hữu Thắng. Số 10 là cầu thủ hay nhất trận chung kết và cũng là cầu thủ hay nhất của giải đấu. Rất vui và rất là vui ạ. Tại sao lại hồi hộp lúc này là mình đã thắng rồi mà đã xấu hết trận rồi ạ? Em giật mình quá, em chả biết em là cầu thủ xuất sắc nhất trận nữa anh ạ. Khi mà em thực hiện được truyền cho Lê Văn Nam thì tại sao không phải là pha đột phá mà lại là pha tạt bóng mà trận nào nó đậu? Lúc ấy em đang định đột phá nhưng mà mất cái tư thế để qua người ạ. Thế nên em phải truyền thôi ạ. Chiến thắng này em dành cho ai? Chiến thắng này dành cho gia đình em. Trong khi đó, chân sút chủ lực Lê Văn Nam, người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, cũng đã rất xúc động. Cảm xúc của em như thế này như nào? Cảm xúc của em lúc này thật sự rất sung sướng, em không thể tả lời nào nữa anh ạ. Em không biết nói lời nào. Em biết là thắng sẽ đưa bóng vào và em chỉ tập trung chờ bóng lên đầu mình thôi ạ. Bởi vì em và thắng là rất là hiểu ý nhau rồi anh ạ.